Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trời duy trì nhiều mây kèm theo mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây sẽ giảm nhẹ xuống ngưỡng từ 21 cho đến 24 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc trời phổ biến ít mưa và ban ngày có nắng, kéo theo nhiệt độ ngày mai tăng cao hơn, ở ngưỡng từ 24 cho đến 27 độ. Dịch xuống các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, do tác động của khối không khí lạnh suy yếu vào vùng hội tụ gió trên cao nên trời nhiều mây, kèm theo đó là những cơn mưa rào bất chợt. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây sẽ phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Vượt qua đèo Hải Vân đi về phía Nam, do không còn hình thái thời tiết gây mưa nào tác động nên ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận trời ít mưa và ban ngày có nắng nhiều nên nhiệt độ trưa chiều mai sẽ lại tăng cao trở lại ở ngưỡng từ 27 cho đến 29 độ. Trong khi đó, giải hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân duy trì trạng thái thời tiết có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm trên khu vực các tỉnh Nam Bộ. Riêng một vài nơi trên khu vực miền Tây Nam Bộ còn xuất hiện mưa vừa mưa to. Ban ngày mưa giảm và xen kẽ với tình trạng nhiều mây là những khoảng trời hửng nắng nên nhiệt độ ngày mai sẽ ổn định ở ngưỡng từ 29 cho đến 31 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trên cả hai khu vực vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa đều có thời tiết tốt với trời không mưa và có nắng nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió ở cường độ trung bình, tình trạng biển bình thường.